Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào toàn thể các bác đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là trời mưa rất là to, nhưng mà show bên em vẫn đi lấy cái keo cò và keo chim sẻ và số lượng rất là nhiều cho các bác đam mê bẫy cò và bẫy sẻ các bác nhé. Thì đây các bác quan sát trên màn hình này, đây là tất cả những cái thùng keo cò các bác nhé. Nhưng mà tiện đi lấy keo cò thì keo sẻ ngày em vẫn rất là còn nhiều, nhưng mà tiện đi lấy keo sẻ thì ngày em cũng lấy thêm một chút để về bán cho các bác. Như ở đây là những cái mẫu keo sẻ này các bác ạ. Thì keo sẻ này thì có hai loại các bác nhé, cái sẻ keo sẻ xám này, keo sẻ màu xám này, và bên dưới này đây em quay cho các bác xem, đây là mẫu keo sẻ màu đen. Em không bỏ ra, như cái này là tại vì ở bên trong kho vẫn rất là nhiều nên em không bỏ ra thì sợ nó hỏng của các bác đấy. Thì các bác quan sát, đây là bốn bịch keo sẻ các bác nhá. Keo sẻ này thì nó đắt hơn keo cò một chút. Còn đây là tất cả các thùng là keo cò. Đây các bác quan sát này, đây là có cái thùng này là em mở ra kiểm tra sẵn này. Mở ra kiểm tra thì chất lượng cái keo lần này thì rất là ok các bác. Nói chung là nhập cái lô hàng này thì em rất là ưng ý. Đấy, thì các bác quan sát này, đây là tất cả là đây em vừa động tay vào cái đã dính rồi. Đấy, các bác quan sát nhé, đây nó khoảng độ tầm gần 30 thùng. Thì mỗi thùng này thì nó là 20 cân các bác nhé. Thì gần 30 thùng nó tương ứng với tầm 6 tạ thì thoải mái cho các bác bẫy một mùa keo sẻ thoải mái. Nói chung là hàng nhà em về thì số lượng rất là nhiều, cứ hết thì nhà em lại nhập. Nói chung là các bác mà cứ đặt hàng ấy thì không bao giờ sợ hết hàng đâu, nếu mà cái về cái keo sẻ và keo cò này đấy. Các bác quan sát, các bác nếu mà cần thiết ấy, nói chung là các keo này thì nhà em bán cả thùng này nhà em cũng bán, các bác nào mà mua về để các bác buôn vẫn ok. Và nếu mà các bác mà muốn mua lẻ thì nhà em đóng một cái hộp nửa cân và có hộp một cân đấy, thì đấy là dành cho các bác mua lẻ. Còn các bác mà mua về buôn thì nhà em cũng bán cả thùng, hoặc là các bác vào lấy bao nhiêu thùng cũng ok. Đây là nhà em nhập được gần 30 thùng, thì kể cả những các bác mà đặt ấy, thì nhà em lại nhập về. Đấy, các bác mà muốn đặt hàng ấy thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại mà em để ở dưới tiêu đề ấy. Các bác cứ gọi sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng toàn quốc nha các bác nhé, ship hàng bưu điện, gửi hàng đến tận nhà cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì các bác cứ alo. Nhà em cái đồ bẫy chim này này thì nhà em bán tất cả các sản phẩm nha các bác nhé, từ que bẫy cò, rồi xào bẫy chim sẻ, rồi tất cả các loa. Nói chung là đồ về cái đồ bẫy chim ấy, bẫy chim ngày chim đêm thì nhà em đều có, kể cả lưới. Hôm nay em chỉ giới thiệu cho các bác những cái thùng keo cò này thôi. Và đây nhà em nhập được 4 tạt keo sẻ nữa. Keo sẻ thì bên trong kho vẫn rất là nhiều, nhưng mà hôm nay em tiện đi thì cũng chỉ lấy 4 tạt về thôi, gọi là thêm thôi. Còn các bác đặt các bác cứ alo nhé. Rồi video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau. Thì video sau em sẽ giới thiệu cho các bác về những cái sản phẩm để các bác chuyên đi đánh chim sẻ hoặc chuyên đi đánh cò. Em xin chào các bác nhé.